Canh Tuất thuận theo ý trời, bắt đầu công việc bền lâu kiếm tiền. Canh Tuất 55 đổi vận làm nên, tiền tài sự nghiệp công danh rạng ngời, phát triển nhan sắc ý trời, cửu long cuốn lộc biển khơi mang về, thần tài gõ cửa đừng chê, bốn mùa phát mãi giàu sang suốt đời. Thầy tử vi tiết lộ thiên cơ giúp người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đang nghèo khổ bỗng chớp được thời, đổi đời nhờ chúng lớn, giàu to, tiền bạc đổ về âm âm trong 3 tháng tới. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị tháng mới có nhiều may mắn, tài lộc và thành công. Vâng, kính thưa quý vị, cổ nhân dạy, nhân vô thập toàn, sự vô hoàn mỹ, thế nên sống ở đời có người thì khẳng khái, độ lượng, bao dung, nhưng cũng có kẻ suốt ngày quanh co, so đo, tính toán, có những việc bạn càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng dễ mất đi, thế giới rộng lớn lắm, lòng người lại khó đoán, thế nên bậc quân tử gặp phải những kẻ tiểu nhân ắt cũng là điều dễ hiểu. Trời định sẵn trong số 12 con giáp, có con giáp tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 có mệnh đắc tài phú, nhưng cuộc đời lắm chông gai, những năm vừa qua, tuổi Canh Tuất gặp phải nhiều vất vả khốn khó đủ đường, nhiều khi giật mình kinh hãi, khủng khiếp trong cảnh nợ nần, túng thiếu tiền bạc, phải cúi đầu đi vay mượn khắp trốn, lao tâm khổ tứ, tìm đủ mọi cách để xoay sở trang trải cuộc sống mưu sinh. Nhưng nghèo khổ thế đủ rồi, bước vào năm 2024 có 3 tháng giữa năm cực may mắn cho người tuổi Canh Tuất, có thể hồi phục và lấy lại những gì đã mất trước đó. Trong 3 tháng năm, 6-7 âm lịch tới này, Canh Tuất sẽ đón nhận một thời vận mới, làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, mưu sự dễ thành, cầu được ước thấy, dù dấn thân vào lĩnh vực nào cũng thu về nguồn lợi khủng, khiến cho nhiều người hờn đỏ mắt. Thêm cát tinh phù trợ mà Canh Tuất tránh được nhiều họa thị phi, tiểu nhân cũng không dám đến gần bạn nữa vì sợ gặp phải rắc rối. Đây là thời điểm tinh hoa trời đất hội tụ, thần tài đã nhắm trúng bạn, là con giáp khổ tận cam lai, nên từ giờ bạn sẽ một bước lên tiên, túi tiền rủng rỉnh, nợ mấy cũng trả sạch, mua nhà lầu, tậu xe sang, khiến cả thiên hạ phải ngưỡng mộ. Vậy, để biết được vận trình cụ thể 3 tháng giữa năm 2024 của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ diễn ra như thế nào, thiên cơ tiết lộ ra là gì, vận may nào sẽ đến với Canh Tuất trong 3 tháng tới này, tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thầy Tử Vi tiết lộ thiên cơ giúp người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đang nghèo khổ bỗng chớp được thời, đổi đời nhờ chúng lớn, giàu to, tiền bạc đổ về nhà âm âm trong 3 tháng tới. Kính thưa quý vị, xem tử vi người sinh vào tuổi Canh Tuất có thiên can Canh, dương kim, địa chi Tuất, dương thổ, thổ sinh kim, nên chi sinh can. Quan hệ tương hợp này giúp cho bản mệnh là những người có thực lực hơn người, cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở. Nếu sinh vào mùa thu và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, vận trình cuộc đời nhan hạ, sung túc, ấm no. Đa phần những người tuổi Canh Tuất đều thuộc mẫu người sắc sảo, cứng rắn, họ thẳng thắn và vị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của mình. Người tuổi Canh Tuất không chú trọng về tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền, họ trung thực, ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các mối quan hệ xã hội, có thể người tuổi Canh Tuất sẽ có thể gặp những chuyện không hay, họ cũng sống rất khép kín, ít cởi mở nên thường cô đơn trong những hành động cũng như tình cảm. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Đây là đặc tính đặc trưng của can Canh, Canh cô mậu quả, lại thêm tính chất của chi Tuất là đa năng, thẳng tính, nên phần lớn tuổi này sống sớm xa gia đình. Tuổi Canh Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Trong cuộc sống, con giáp này không phải kẻ tham lam, họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội, nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Theo lục thập hoa giáp của Canh Tuất, ngũ hành nạp âm của tuổi này là thoa xuyến kim, tức vàng trang sức. Vàng kim vốn cứng rắn, nhưng khi được chế tác thành trang sức thì tính cứng rắn của kim bị suy yếu rất nhiều. Khi đó, kim của Canh Tuất trở nên ẩn tàng, hình thể thay đổi, giảm tính cương mãnh. Can Canh được hưởng lộc cách, tuổi Canh Tuất được nhận lộc tồn tại cung thân, dương vị gặp dương cung. Mỗi khi gặp hạn thường dễ kiếm được tiền. Chi Tuất đa phần là những người sống lý trí nhưng rất tình cảm, đôi khi bên ngoài mang vẻ lãnh đạm, thờ ơ, bị hiểu lầm là thiếu quan tâm. Song Canh Tuất lại rất để ý và quan tâm đến một người một cách âm thầm và họ cần sự khen ngợi để cố gắng hơn. Khi mang mệnh thoa xuyến kim,
bản thân mệnh kim khá bảo thủ, vừa là năng lượng tích cực nhưng cũng có năng lượng tiêu cực là sự bảo thủ. Canh Tuất không thích người khác can thiệp vào công việc và thế giới riêng của mình. Họ tự cảm thấy thỏa mãn, hài lòng, bởi vì bản thân của Tuất là thổ, canh là kim, nên con giáp này cân bằng và hòa nhập với đám đông rất tốt. Tuổi xung khắc với tuổi canh Tuất là giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất. Tuổi canh Tuất mệnh kim nên lấy người tuổi hợi, tuổi tí, có mệnh kim, mệnh thổ hay thủy để trợ giúp lẫn nhau, như tân hợi, quý hợi hay bính tí, canh tí, giáp tí. Trong làm ăn, tuổi canh Tuất nên hợp tác với người cùng tuổi hợi sẽ rất tốt, bởi cả hai đều ít tính toán hơn thiệt, hoặc người cùng tuổi Tuất có tính khí như nhau cũng là lựa chọn không tồi, ví dụ như nhâm Tuất, canh Tuất hoặc quý hợi, tân hợi. Bước sang năm 2024, tuổi canh Tuất sinh năm 1970 nam mạng hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội cũng như thử thách. Ở tuổi này, tốt nhất duy trì sự ổn định trong công việc, tuân theo sở thích và tài năng riêng, không cần quá tham vọng, mệnh chủ sẽ tìm được sự bình yên và hạnh phúc. Năm 2024 thuộc năm Giáp Thìn, sở hữu mệnh hỏa, theo ngũ hành, mệnh hỏa của năm khắc với mệnh kim của tuổi, thiên can canh xung với thiên can giáp, địa chi tuất xung với địa chi thìn. Tổng thể, tử vi năm 2024 của nữ giới tuổi canh tuất có cả may mắn và khó khăn. Nếu chủ mệnh là người hiền hòa, sống an lành, thì cuộc sống sẽ ổn định, bình yên. Năm này chủ mệnh nên chuẩn bị kỹ lưỡng, lập kế hoạch cụ thể nếu muốn thực hiện mục tiêu của mình. Năm Giáp Thìn, nữ giới tuổi canh tuất sẽ không phải lo lắng nhiều về cuộc sống. Ở tuổi 55, chủ mệnh sẽ có nhiều thời gian bên gia đình, chăm sóc bản thân, sự thông cảm, chia sẻ và khoan dung sẽ mang lại hạnh phúc và an yên cho chủ mệnh. Sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý vị luận bàn về phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của tuổi canh tuất trong tháng 5, 6, 7 âm lịch để quý vị nắm bắt được vận trình của mình, có 3 tháng may mắn, thuận lợi và bình an. Đầu tiên, xét phương diện sự nghiệp. Theo dõi tử vi hàng tháng của 12 con giáp, bước sang tháng 5, 6,7 âm lịch tới này chính là thời điểm nhiều may mắn và phúc khí vây quanh của bản mệnh, được quý nhân tam hợp nâng đỡ, bản mệnh tiến hành việc gì cũng thấy trôi chảy, mưu sự dễ thành, công việc có bước tiến triển tốt đẹp, hứa hẹn sẽ đạt được sự kỳ vọng của bản thân cũng như lãnh đạo, đồng nghiệp hay người thân trong gia đình. Thời điểm này, bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, vì vậy, dù có phải đối diện với khúc mắc gì cũng có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Thậm chí bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đầy triển vọng. Với trí tuệ minh mẫn và tinh thần hăng hái, tích cực, bạn có thể nhanh chóng ghi điểm trong lãnh đạo khi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Điều quan trọng nhất bản mệnh cần chú ý trong thời điểm này chính là duy trì tính kiên nhẫn của mình, chớ nên thấy chán hoặc thấy khó mà bỏ dở giữa chừng. Hơn nữa, nguyệt lệnh lâm mộ ở tuất gây không ít sức ép về tinh thần, khiến suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó kiềm chế cảm xúc, lại thêm thị phi từ tiểu nhân, luôn đố kỵ với thành quả bạn đạt được mà gây khó dễ, bày trò hãm hại, buông lời bịa đặt, khiến tâm lý canh tuất bị ảnh hưởng. Do đó, để đạt được thành công như ý, bản mệnh cần phải luôn bình tĩnh, xử lý mọi việc ra dáng người quân tử, thì mọi việc sẽ được như mong muốn. Về phương diện tiền bạc, tài lộc. Trong 3 tháng tới, vận tài lộc của tuổi canh tuất rất hanh thông, có nhiều nguồn thu bất ngờ, kinh doanh có lãi, đầu tư sinh lời, tiền bạc rủng rỉnh, tất cả là nhờ quý nhân tam hợp đưa đường, chỉ lối, bản mệnh mở rộng quan hệ xã giao, gặp gỡ đối tác hay có bạn đồng hành đáng tin cậy và có thực lực kinh tế. Hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ, một vốn bốn lời, mạnh dạn mưu sự lớn, tỷ lệ thành công cao. Trong tháng 5, 6, 7 âm lịch này cũng thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh ký kết hợp đồng. Nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, khách hàng của mình thì nên nắm bắt cơ hội ngay. 3 tháng tới này sẽ mở ra nhiều thời cơ thích hợp để bạn cải thiện tình hình tài chính của mình. Một số người có con mắt tinh đời, đầu óc sáng tạo và tinh thần không ngại khó, có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, là người tiên phong cho một trào lưu mới. Chính vì là người dẫn đầu nên bạn thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người làm công, ăn lương cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của mình. Có thể coi đây là lời cổ vũ, động viên thiết thực nhất, giúp bạn tiếp tục có động lực, cố gắng hơn trong khoảng thời gian tiếp theo. Hãy luôn kiên định với những hướng đi của mình, kể cả khi vướng phải những khó khăn nhất thời, rồi bạn sẽ dần gặt hái được trái ngọt,
Hơn nữa, bên cạnh bạn vẫn luôn có bạn bè, đồng nghiệp, người thân tích cực ủng hộ, đặc biệt trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch này, thứ tài dồi dào, tuổi Canh Tuất khá may mắn về tài chính, có thể bạn sẽ nhận được thêm một khoản tiền lãi từ việc đầu tư sinh lời hay được trúng thưởng. Tuy nhiên, vận may đó chỉ đến bằng con đường chính thống, tức là làm ăn chân chính, còn nếu vi phạm pháp luật thì sớm muộn cũng đại bại trắng tay. Nhớ chú ý điều này của thầy tử vi Canh Tuất nhé. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tam hợp nâng đỡ, đường tình duyên của người tuổi Canh Tuất trở nên sáng sủa hơn hẳn trong 3 tháng giữa năm 2024 này. Đi đâu bạn cũng được chào đón, không những công việc thuận lợi mà chuyện xã giao cũng tốt đẹp vô cùng, trong ngoài đều lý tưởng, gia đạo bình ổn. Các cặp vợ chồng tuy có mâu thuẫn nhưng nhanh chóng làm hòa, con kế khỏe mạnh, học hành, làm ăn giỏi giang, khoảng cách giữa các thế hệ trong một gia đình cũng rút ngắn lại. Bạn hãy dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho người thân hơn nữa nhé. Với người độc thân, vận đào hoa đương lúc vượng, không khó để bạn tìm cho mình một người để có thể yêu thương và chia sẻ cuộc sống. Chỉ cần chịu hạ bớt tiêu chuẩn xuống một chút, bạn sẽ nhận ra vốn dĩ tình yêu vẫn luôn ở quanh mình. Nếu có người tiếp cận trong khoảng thời gian này, hãy mạnh dạn, chủ động nắm bắt cơ hội, nắm lấy hạnh phúc cho chính mình. Về phần sức khỏe, đây có thể coi là 3 tháng giữa năm vận khí tăng mạnh với người tuổi Canh Tuất ở các phương diện công việc, tiền bạc, tình cảm. Song vấn đề sức khỏe lại khiến bạn chưa thể yên tâm. Thiên cầu hung tinh dự báo về mối họa liên quan đến thị phi, không chỉ khiến con giáp tuổi Canh Tuất mất ngủ để xử lý, mà việc này còn gây hại cho sức khỏe. Minh đường tử vi khuyên bản mệnh cần biết loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nhất là trước khi đi ngủ thì hãy hoàn toàn thả lỏng. Tin rằng ngày mai bạn sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Hơn nữa, xem tử vi tháng 5, 6, 7 tuổi Canh Tuất âm lịch cho thấy, vì kết quả công việc tốt hơn thì bạn càng cảm thấy say mê và dễ bị cuốn theo đó. Thế nên trong 3 tháng này, nhắc nhở con giáp tuổi Canh Tuất nên dành thêm thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn. Nếu bạn biết cách liên tục sạc lại năng lượng như thế, thì đảm bảo đầu óc tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh để duy trì phong độ của mình trong công việc cũng như cuộc sống. Có điều, sự xuất hiện của Bạch Hổ mang đến điềm báo về tai nạn bất ngờ. Khi xuất hành xa, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Ngoài ra, bản mệnh có biết tháng 5 âm lịch được dân gian quan niệm là tháng cửu độc và tháng 7 âm lịch còn gọi là tháng cô hồn, có thể mang tới nhiều xui xẻo bất ngờ. Dù đang may mắn, bạn cũng đừng quên làm điều thiện lành, tích phúc đức trong 2 tháng này để tránh tai ương nhé. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tử vi tuổi Canh Tuất tháng 5 âm lịch. Gác lại những tháng ngày vất vả, bon chen, bước vào tháng 5 năm 2024 âm lịch, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tuất thăng tiến không ngừng. Khi mà nguyệt lệnh lâm đất quan đới, con giáp này biết cách phát huy năng lực của mình, không hoài phí cơ hội đang đến. Xem tử vi năm 2024, tài vận tháng 5 âm lịch của tuổi Canh Tuất hanh thông, có nhiều nguồn thu bất ngờ, kinh doanh có lãi, đầu tư sinh lời, tiền bạc rủng rỉnh. Nhờ quý nhân tam hợp đưa đường, chỉ lối, bản mệnh mở rộng quan hệ xã giao, gặp gỡ đối tác hay bạn đồng hành đáng tin cậy và có thực lực kinh tế. Hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ, một vốn bốn lời, mạnh dạn mưu sự lớn, tỷ lệ thành công cao. Trong tháng, thứ tài dồi dào, tuổi Tuất khá may mắn về tài chính, tuy nhiên vận may đó chỉ đến bằng con đường chính thống, tức là làm ăn chân chính, còn nếu vi phạm pháp luật thì sớm muộn cũng đại bại, trắng tay. Chính tài khá ổn định trong tháng này, người làm công ăn lương có thể đề xuất tăng lương, mức thưởng sao cho xứng đáng với công sức bỏ ra. Có điều, Bạch Hổ hung tinh nhập mệnh, cho thấy con giáp này có thể sẽ gặp phải rắc rối về sức khỏe, cẩn thận bị người hãm hại hoặc bản thân gặp tai nạn do thiếu cẩn trọng. Chuyện tình cảm có phần thăng trầm bất ổn, do con giáp này sống quá cảm xúc, tuổi Canh Tuất đặt nặng chuyện tình cảm nên có khi không suy nghĩ được tỉnh táo, sáng suốt, dễ bị dẫn dắt đi theo con đường sai lầm, thậm chí bị lừa gạt tình cảm. Quý nhân, Dần, Ngọ. Tiểu nhân, Dậu, Sửu. Màu sắc may mắn, vàng, trắng. Tử vi tuổi Canh Tuất tháng 6 âm lịch. Trong tháng Tân Mùi này, chịu ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm dưỡng, người tuổi Canh Tuất được khuyên nên chậm lại bước chân của mình, tính toán mọi thứ thật kỹ, tính toán mọi thứ thật kỹ. Rồi bạn sẽ tìm ra câu trả lời mà mình mong muốn. Đừng quá nóng vội kẻo sôi hỏng bỏng không. Còi bói tử vi tháng sang tháng 6 âm lịch, gặp cục diện tương phá,
vận trình tháng giảm sút, tài lộc kém sắc, không có quý nhân giúp sức. Trong khi đó, tiểu nhân đầy rẫy, khiến công việc trúc trắc, bất thuận. Lưu ý khi tiến hành bất cứ việc lớn nhỏ nào, cũng cần triển khai theo kế hoạch, đi mang theo trình tự nhất định mới hạn chế được sai lầm, thất bại. May mắn trong tháng mệnh chủ được thiên đức chiếu cố, dù công việc có vất vả, gặp nhiều trở ngại, nhưng vẫn có cơ hội thăng tiến nếu nỗ lực hết mình. Tuổi Canh Tuất vốn cầu thị, khá tham vọng, nên không dễ dàng đầu hàng trước hoàn cảnh. Nói đúng hơn, hoàn cảnh càng khắc nghiệt bao nhiêu, bạn càng được tôi luyện và trưởng thành bấy nhiêu. Có những lúc phải cảm ơn cuộc đời đã cho ta thử thách, để từ đó ta biết mình là ai, mình có khả năng làm gì để phát huy. Tài lộc tháng này cũng kém, thứ tài như đi vào ngõ cụt, kinh doanh buôn bán chậm, dù vẫn có đồng ra đồng vào nhưng không đáng kể. Trong đầu tư kinh doanh, tuổi Canh Tuất phải hết sức thận trọng, nhất là khi làm ăn cùng người tuổi Thìn và tuổi Dậu. Bản mệnh vốn dễ tin người, lại cả nể, đôi khi bị lợi dụng, thậm chí lừa gạt mà vẫn cam tâm tình nguyện, dù biết rõ điều đó. Chính tài trong tháng duy trì ở mức bình ổn, người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức lương hiện tại. Có thể bạn đang tìm cách để nâng cao mức lương ấy, nhưng trước mắt chưa tìm ra giải pháp nào hiệu quả. Nói chung, chỉ khi nỗ lực phấn đấu, mọi thứ mới tiến triển theo chiều hướng tốt hơn. Vậy nên, chỉ cần bạn chăm chỉ, xông xáo nhận việc, không lo bị phụ công, ắt sẽ nhận về thành quả xứng đáng. Tình cảm gia đình trục trặc, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái ngày càng lớn, cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Sức khỏe giảm sút, Canh Tuất dễ ốm đau, mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, dưỡng sức nhiều hơn. Bên cạnh đó, đề phòng các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, nhất là dạ dày. Quý nhân, Thân, Ngọ. Tiểu nhân, Sửu, Thìn. Màu sắc may mắn, nâu, đỏ. Tử vi tuổi Canh Tuất tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm dân gian cho rằng, bước vào tháng 7 âm lịch còn gọi là tháng cô hồn, sẽ có nhiều đen đủi, thì riêng Canh Tuất trong tháng này sẽ có nhiều may mắn hơn cả trong số 12 con giáp. Khi Canh Tuất có bố cục thực thần tương sinh chính tài, đặc biệt địa chi nguyệt lệnh là thân kim ám hợp thái tuế mão mộc, đây là bố cục ngụ ý vận trình tình cảm đại cát. Ngụ ý bản mệnh là người trung thủy và rất yêu thương người thân trong gia đình, đặc biệt có quan hệ xã giao rất vượng, là người ổn định, chính trực, tính tình dịu ngoan, vun vén gia đình trọn vẹn, chú đáo. Không chỉ thuận lợi mặt tình cảm, mà đường sự nghiệp của Canh Tuất cũng gặp được nhiều cơ hội để phát huy điểm mạnh của bản thân trong tháng 7 này. Thậm chí, cấp trên còn chủ động giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, là bước ngoặt trên chặng đường thăng quan, tiến chức của bạn. Được thêm cả tam hội cục nâng đỡ, bản mệnh mạnh dạn làm những việc yêu thích, cộng thêm chút may mắn, hứa hẹn sẽ gặt hái thành quả tốt lành. Tình cảm vợ chồng hài hòa, không chịu tác động lớn từ các yếu tố bên ngoài, đồng lòng vun vén hạnh phúc gia đình, con cái ngoan ngoãn, học hành, làm ăn giỏi giang. Chuyện làm ăn, kinh doanh tiến triển thuận lợi. Khi bạn làm quen được với khách hàng và đối tác triển vọng, có thể bạn sẽ phải làm việc vất vả một chút, song công lao được trả giá đúng đắn, khiến bạn cảm thấy tràn đầy động lực. Tuy nhiên, về sức khỏe tháng này của Canh Tuất cần phải chú ý nhiều hơn. Khi có hung tinh thiên cầu hoành hành, cần đề phòng sự cố bất ngờ xảy ra, nguy hiểm tính mạng. Bên cạnh đó, chú ý các chứng bệnh liên quan đến tỳ vị, ăn uống thận trọng, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Quý nhân, Tị, Mùi. Tiểu nhân, Ngọ, Dần. Màu sắc may mắn, xanh lá, trắng. Quý vị thân mến, bốn loại tâm thái cao đẹp chỉ có ở những người thành công. Canh Tuất làm được một điều, cuộc đời ắt sẽ thong dong, tự tại. Nếu sống với bốn loại tâm thái cao đẹp này, cho dù vạn sự trên thế gian có biến đổi ra sao, ta vẫn có thể bình thản đối mặt và đón nhận không chút sợ hãi. Khi đó thành công ắt sẽ tự tìm đến. Vì sao cần có tâm thái cao đẹp? Trong cuộc sống, nhiều người thường than phiền, oán trách ông trời bất công, khi để cho họ bất hạnh, kém may mắn hơn những người khác. Ngoài ra, còn có những cuộc cãi vã, không ai chịu nhường ai khi xảy ra bất đồng quan điểm về một vấn đề. Thậm chí, sau một khoảng thời gian dài, người ta còn trở nên mất niềm tin vào cuộc sống và trở thành một loại tâm bệnh. Tuy nhiên, những cãi vã và oán trách đó có thể hoàn toàn được ngăn chặn, phụ thuộc vào tâm thái của người trong cuộc. Mỗi ngày, con người lại có đủ loại tâm tình, lúc thì vui vẻ, lúc lại cảm thấy phiền não, buồn bã. Điểm khác biệt giữa người này với người kia chính là có người vui vẻ nhiều hơn phiền não, có người lại để phiền não chiếm hết phần của những niềm vui. Những điều đó phụ thuộc vào tâm thái của chính bản thân họ. Tâm thái sẽ quyết định tâm tình, tâm thái cao đẹp sẽ mang đến tâm tình tốt,
Còn tâm thái xấu sẽ mang đến tâm tình xấu. Nếu tâm tình là trạng thái tình cảm của nội tâm con người biểu hiện ra bên ngoài, thì tâm thái lại là tiêu chuẩn xử sự trong nội tâm của một người. Một người trưởng thành cần có sự lý trí khi đối mặt với hoàn cảnh thay đổi. Cho dù hoàn cảnh bên ngoài như thế nào, thì đều nên duy trì được tâm thái bình hòa, vui vẻ của bản thân mình. Đó chính là lý do vì sao những người có tâm thái cao đẹp thường thành công và gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể hơn người bình thường. Người có tâm thái tốt thì khi nhìn nhận người khác hay sự vật, sự việc đều mang theo tính tích cực, lạc quan, nhìn ra những điểm tốt của người khác hơn là tập trung soi mói vào những khuyết điểm, nên dễ dàng có được vận may để thành công trong cuộc sống. Bởi tâm thái luôn ở trạng thái tốt, nên phần thiện của những người như vậy cũng nhiều hơn. Họ có tình yêu thương với những người khác và cũng nhờ vậy mà kết thêm được những thiện duyên, vận khí và tiền đồ cũng mở rộng, tốt đẹp hơn. Có câu, cảnh tùy tâm chuyển. Tâm cảnh của bạn sẽ quyết định hoàn cảnh mà bạn sẽ gặp và cũng quyết định cả vận mệnh của bạn. Chỉ khi kiểm soát được tâm thái của bản thân thì mới có thể bình tĩnh đối mặt với những chuyện xảy ra trong cuộc sống. Một tâm thái cao đẹp sẽ mang đến cuộc sống tốt. Cuộc sống tốt chính là chất lượng cao của đời người. Đừng bỏ lỡ, nghịch cảnh chưa chắc đã là bất hạnh. Đôi khi đó chính là món quà mà cuộc sống ban tặng. Xét cho cùng, cuộc đời của bản thân mình sống như thế nào đều do tự mình định đoạt. Không ai có thể ngăn cản một người vui vẻ, thoải mái. Cũng không ai ngăn cản được một người tự do, tự tại và càng không thể hạn chế được niềm hạnh phúc của một người. Dưới đây là 4 loại tâm thái cao đẹp để có được một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc mà bạn cần học được. 1. Không suy nghĩ về quá khứ. Khi bạn 20 tuổi, bạn sẽ thường nghĩ về tuổi thơ hồn nhiên, đuổi bướm bắt chim, nô đùa cùng đám bạn. Khi bạn 30 tuổi, bạn sẽ thường nhớ đến bản thân tinh thần và sức lực tràn trề, nỗ lực không ngừng vào những năm 20 tuổi. Còn khi bạn 40 tuổi, bạn sẽ nhớ đến những gánh nặng ngọt ngào, dũng cảm tiến về phía trước khi 30 tuổi. Chúng ta sẽ thường xuyên nhớ về những điều tốt đẹp trong quá khứ của cuộc sống. Chính vì thế dù quá khứ đã đi qua, nhưng vẫn khiến lòng người sinh ra ràng buộc. Những thứ mình không biết cũng khiến ta thấy bất an. Cứ như vậy, bạn sẽ để cho những hồi ức chi phối cuộc sống của mình. Không trở về được quá khứ, cũng không hướng được đến tương lai. Cứ mãi dậm chân tại chỗ, bỏ lỡ những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thật ra, bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời cũng sẽ có những điều khiến bạn yêu thích, hưởng thụ và chịu trách nhiệm. Cứ bình thản đón nhận và hành động, đừng trầm mê quá khứ. Cho dù đó có là những điều tốt đẹp hay đau buồn, đã qua rồi thì đều phải buông bỏ. Lạc quan mà sống, tích cực tiến về phía trước, tin vào tương lai, buông bỏ phiền não, chắc chắn bạn sẽ thấy yêu đời hơn. Không sợ tương lai. Có một người hỏi người nông dân rằng, ông trồng lúa sao? Người nông dân đáp, không, tôi lo trời hạn hán. Người kia lại hỏi, vậy ông có trồng cây bông không? Người nông dân trả lời, không, tôi lo cây bông bị sâu ăn. Người kia hỏi tiếp, vậy ông trồng cái gì? Người nông dân, tôi không trồng cây gì hết, tôi muốn đảm bảo an toàn. Bởi vì không biết phía trước nguy hiểm ra sao, cho nên chúng ta thường chọn dừng chân không tiến lên. Rất nhiều người thường sẽ hỏi, nếu như chuyện này không làm được thì sao? Nếu như không có ai thích thì sao? Nếu như thất bại thì sao? Những câu hỏi này thực tế đều là mặt trái của vấn đề. Bạn không nên chỉ suy nghĩ đến các khả năng thất bại, mà nên tập trung vào những khả năng có thể thành công. Có như vậy, cơ hội thành công của bạn cũng cao hơn. Cho dù có thật sự thất bại hay mắc phải sai lầm, bạn cũng sẽ có cơ hội để sửa chữa và rút kinh nghiệm cho bản thân. Mỗi người trước khi thành công đều đã từng phải rất nhiều vấp ngã. Cho nên không sợ tương lai chính là một trong những tâm thái cao đẹp mà bạn cần tu dưỡng cho bản thân mình. Khám phá thêm 4 điều tu dưỡng đạo đức được bậc quân tử đề cao. Thứ 3, chấp nhận thua cuộc. Chúng ta thường hay đặt câu hỏi tại sao? Tại sao học hành vất vả, ngày đêm đèn sách nhưng vẫn thi trượt? Tại sao tràn đầy ý chí gây dựng sự nghiệp, nhưng cuối cùng lại gánh một khoản nợ khổng lồ? Những vấn đề đó khiến người ta hoài nghi bản thân là người bất hạnh, không chấp nhận được mình đã thua cuộc, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, sau khi gặp thất bại sẽ suy sụp, đánh mất hết tự tin. Nhưng cũng có những người không hề chịu thua, đầu hàng hoàn cảnh, mà tiếp tục vững tin, thay đổi và nỗ lực bước tiếp. Nhiều năm sau, bạn sẽ thấy kiểu người thứ nhất vẫn cứ sa sút, kém cỏi như vậy, còn kiểu người thứ hai lại đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ, ngày càng tỏa sáng hơn nữa. Người không chịu chấp nhận thua cuộc sẽ thua cả một đời, còn người chấp nhận thua thì sẽ chỉ thua một lần này, bởi họ đã nhận được bài học để lần sau không bao giờ đi vào vết xe đổ đó nữa. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm 5 nguyên nhân dẫn tới sự thất bại. Cuối cùng, giữ lòng ổn định. Một ngày,
Vị thiền sư hỏi ba học trò của mình, trước cửa có hai cái cây, một cây tươi tốt, một cây khô héo, các con nói cây tươi tốt hơn hay là cây khô tốt hơn? Học trò thứ nhất trả lời, đương nhiên là cây tươi sẽ tốt hơn chứ ạ. Học trò thứ hai đáp, cây khô tốt hơn, thưa sư phụ. Học trò thứ ba lại nói, cây khô do nó, cây tươi do nó, cây nào cũng tốt. Hai học trò đầu tiên của thiền sư dù chọn loại cây nào cũng đều sẽ thấy không chắc chắn, không tự tin, còn người thứ ba có thể thấy người luôn thản nhiên xử trí, thích nghi với thế sự biến hóa không ngừng. Người có lòng ổn định chính là người có thể giữ được sự bình tĩnh trong tâm thái, gặp bất cứ việc gì nội tâm cũng trầm ổn, vững vàng, không bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu, bởi muộn phiền trong cuộc sống chưa chắc đã là chuyện xấu. Giữ tâm thăng bằng, giữ lòng ổn định, đối mặt với bất cứ việc gì, cũng có thể làm được bằng cách nghĩ thông suốt, nhìn thấu đáo, thuận theo tự nhiên. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Chúc quý vị và các bạn có một cuộc đời bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.